Quán tưởng Bạch Hạo tướng. Bước kế tiếp nên phải nhất tâm chuyên niệm quán kỹ Phật A Di Đà. Người nào quán tưởng Phật A Di Đà từ một tướng hảo mà vào, chỉ quán lông trắng giữa hai mày khiến rất tỏ rõ. Được thấy lông trắng ấy rồi thì tám vạn bốn ngàn tướng hảo tự nhiên sẽ hiện. Người nào thấy Phật A Di Đà thì liền thấy vô lượng chư Phật mười phương. Vì thấy vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký. Đây là pháp quán tưởng tất cả sắc thân Phật. Quán tưởng sắc thân của Đức Phật A Di Đà. Nay lại nói đến quán tưởng Phật A Di Đà. Thân tướng quang minh như màu vàng của trăm ngàn vạn ức diêm phù đàn. Thân Phật cao 60 vạn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Do Tuần. Lông mày trắng ở giữa, đôi chân mày uyển chuyển như là năm ngọn núi Tu Di. Mắt Phật như bốn đại hải xanh biếc và trắng phong minh. Những lỗ chân lông nơi thân phóng ra ánh sáng quang minh. Vầng hào quang của Đức Phật ấy như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong vầng hào quang có vô số ức hóa Phật. Mỗi một hóa Phật cũng có vô số chúng hóa Bồ Tát làm thị giả. Đức Phật A Di Đà toàn thân phóng ra hào quang, mỗi mỗi tia sáng chiếu khắp mười phương, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ sót. Những khi nhớ tưởng khiến tâm nhãn được thấy, người nào được thấy việc ấy liền tức khắc thấy hết thảy mười phương chư Phật. Nhưng do thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội.